cô giáo dạy không quay lưng với khán giả và đây là cách Đức Phúc làm. Đúng là học trò Mỹ Tâm có một mono rất khác ở trời Úc, cởi áo khoe cơ bắp, lâu lắm giờ mới thấy thế này. Linh Ly bóc giá phẫu thuật thẩm mỹ cho sự lột xác của hiện tại. Lee Byung Hun bị phạt 1,8 tỷ đồng vì tội trốn thuế. FIFA bị chỉ trích vì thiếu tôn trọng Ronaldo tại lễ trao giải The Best. Những điểm trùng hợp bất ngờ giữa Tang Moniza và Thái Thiên Phượng làm dư luận xôn xao. Cô giáo dạy không quay lưng với khán giả và đây là cách Đức Phúc làm. Đúng là học trò Mỹ Tâm, Đức Phúc cho đến thời điểm hiện tại đã và đang là một nam ca sĩ đình đám sở hữu lượng fan hùng hậu. Cũng bởi vì không chỉ hát hay, bài nào hit bài đấy mà tính tình, thái độ của Đức Phúc cũng được nhiều người yêu mến. Mới đây cộng đồng mạng chuyển tay nhau đoạn clip khen ngợi Đức Phúc, cụ thể là khi di chuyển vào trong cánh gà, nam ca sĩ đã đi giật lùi chứ không quay lưng vào khán giả. Hành động này lập tức giúp Đức Phúc ghi điểm vì sự trân trọng mà anh dành cho khán giả của mình. Điều này khiến khán giả lập tức réo tên Mỹ Tâm, người đã cùng đồng hành với giọng ca hơn cả yêu suốt hành trình trong hát Việt. Trước đây, họa mi tóc nâu cũng từng gây chú ý bởi cách cư xử vô cùng đẹp với người hâm mộ. Bản thân Đức Phúc cũng luôn lấy Mỹ Tâm là hình mẫu lý tưởng để noi theo về cả chuyên môn cũng như cách ứng xử. Không chỉ vậy, trước đây Đức Phúc còn tinh tế tặng fan hâm mộ của mình trà gừng uống cho ấm, một món quà có phần kỳ lạ nhưng lại là tâm ý và sự quan tâm tinh tế của Đức Phúc. Bởi lẽ trời Hà Nội lúc ấy đang rất lạnh, nam ca sĩ muốn người hâm mộ uống trà gừng cho ấm bụng, dù chỉ là hành động nhỏ nhưng cũng đủ để người hâm mộ thừa nhận rằng Đức Phúc không chỉ có giọng hát vạn người mê mà còn có một thái độ trân trọng tuyệt đối dành cho khán giả. Có một mono rất khác ở trời Úc, cởi áo khoe cơ bắp, lâu lắm rồi mới thấy thế này. Là một trong những tân binh được quan tâm hàng đầu showbiz Việt, các thông tin xoay quanh mono đều nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Hiện tại, anh chàng đang thực hiện chuyến lưu diễn dài ngày ở nước ngoài đầu tiên trong sự nghiệp. Nếu như ở hai đêm diễn trước đó, nam ca sĩ xuất hiện với vẻ ngoài đơn giản hơn thì trong màn đồ diễn mới nhất, anh chàng khiến hội chị em đứng ngồi không yên vì quá nóng bỏng. Quay lại phong cách sexy như lần đầu gây sốt cùng vũ đạo lắc lư, anh chàng gây sốt mạng xã hội khi đang từ hình tượng cao bồi bỗng hóa sexy với màn quăng áo táo bạo. Trong giai điệu và vũ đạo lắc hông cuốn hút, mono cởi phăng áo sơ mi khoe thân hình ngày càng săn chắc. Khoảnh khắc này của mono khiến fan phấn khích vì đã lâu nam tân binh không hở bạo, góp phần tạo nên xu hướng vũ đạo lắc hông và trang phục trình diễn bó sát đầy quyến rũ. Nhưng những show diễn cuối năm, hình tượng mono lại khá hiền để hợp với không khí sự kiện. Sau khi hình ảnh quăng áo viral mạng xã hội, nhiều fan bày tỏ mong muốn mono tiếp tục trình diễn thế này tại Việt Nam. Linh Ly bóc giá phẫu thuật thẩm mỹ cho sự lột xác của hiện tại. Không thể phủ nhận rằng Linh Ly ngày càng thăng hạng cả về nhan sắc lẫn vóc dáng. Sau hơn 2 năm công khai phẫu thuật chuyển giới và sống thật với bản thân, trải qua hàng loạt những cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, nữ ca sĩ đang dần trở thành một mỹ nhân xinh đẹp của làng giải trí Việt. Ở thời điểm hiện tại, các đường nét của Linh Ly ngày càng hoàn thiện và nữ tính hơn. Người đẹp cũng tự tin thả dáng trong những bộ trang phục gợi cảm, khéo léo khoe chọn những ưu thế về ngoại hình. Không chỉ những hình ảnh xinh đẹp, thần thái, giọng ca buồn thì cứ khóc đi cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về quá trình trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ của mình. Gần đây, cô nàng còn tự mình bóc giá một loạt những dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ mới nhất để có được sự lột xác như hiện tại, bao gồm combo filler hàm cằm, hạ đường chân tóc, ngực, não filter, căng chỉ da mặt, làm lại mũi, tổng cộng là 46,5 triệu nhưng mà không phải là Việt Nam đồng đâu nhé. Người hâm mộ đồng tình rằng cô ngày càng đạt đến sự thăng hạng nhan sắc không kém cạnh mỹ nhân Vibis nào. Lee Byung Hun bị phạt 1,8 tỷ đồng vì tội trốn thuế. Vào sáng ngày 28 tháng 2, truyền thông Hàn Quốc đưa thông tin chấn động. Tài tử Lee Byung Hun bị phạt 100 triệu won, tương đương với 1,8 tỷ đồng do trốn thuế. Cục thuế quốc gia Hàn Quốc điều tra vụ việc này từ năm ngoái nhưng đến nay mới công khai trước truyền thông. Theo đó, Cục thuế quốc gia đã tiến hành kiểm tra không báo trước với công ty ZBS Entertainment của nam tài tử vào tháng 9 năm 2022. Được biết, vụ trốn thuế của Lee Byung Hun có liên quan đến bất động sản. Theo báo cáo điều tra, Lee Byung Hun đã mua một tòa nhà 10 tầng ở phường Jangpyeong, quận Yeongpo, Seoul vào năm 2018 thông qua các cá nhân và tập đoàn. Sau đó, tài tử bán lại tòa nhà vào năm 2021 và hưởng lãi 10 tỷ won, tức tương đương 180 tỷ đồng. Một năm trước khi mua tòa nhà này, Lee Byung Hun đã thành lập một công ty đầu tư và cho thuê bất động sản. Đây được cho là mánh khóe để hưởng các khoản vay ưu đãi và trốn thuế. Ngay sau đó,
Kibet Entertainment đã lên tiếng về vụ việc này. Theo đó, đúng là Lily Ung Woon đã phải nộp 100 triệu won, tức 1,8 tỷ đồng cho Cục Thuế Quốc gia, nhưng không liên quan đến khối bất động sản. Nguyên nhân đến từ việc công ty trả tiền thưởng cho nhân viên bằng tiền cá nhân, nhưng trên báo cáo hạch toán lại ghi là chi phí vận hành của công ty. Điều này dẫn đến việc công ty phải nộp bổ sung số tiền thuế trên. Hiện tại, vụ việc đang là tâm điểm trên các trang báo xứ Hàn. Trước Lee Byung-hun, đã từng có nhiều ngôi sao vướng phải bê bối trốn thuế như Song Hye-kyo, Kim Tae-hee, Kang Ho-jong, Kwon Sang-woo. Các ngôi sao này đều chịu tai tiếng và trả giá không nhỏ sau khi vướng lùm xùm liên quan đến thuế. Lee Byung-hun là nam diễn viên nổi tiếng của giới giải trí Hàn Quốc. Anh đã vươn tầm thế giới khi tham gia rất nhiều bộ phim bom tấn điện ảnh như G.I. Joe, Kẻ Hủy Diệt, Trò Chơi Con Mực. FIFA bị chỉ trích vì thiếu tôn trọng Ronaldo tại lễ trao giải The Best. Một số người hâm mộ cho rằng siêu sao Ronaldo đã bị đối xử thiếu tôn trọng trong lễ trao giải The Best, nơi người đồng nghiệp Messi được vinh danh ở hạng mục cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2022. Cụ thể, lễ trao giải The Best 2022 đã được FIFA tổ chức tại Paris, Pháp vào rạng sáng nay ngày 28 tháng 2. Danh hiệu được giới mộ điệu quan tâm nhiều nhất chính là cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2022 đã thuộc về Lionel Messi với số phiếu bầu áp đảo Kylian Mbappe và Karim Benzema. Ở các hạng mục khác dành cho nam, Argentina cũng áp đảo như chức vô địch World Cup 2022. Trong khi Lionel Scaloni giành giải huấn luyện viên xuất sắc nhất năm thì Emiliano Martinez cũng thắng giải thủ môn hay nhất năm. Ronaldo đã không nằm trong đề cử cuối cùng và cũng không xuất hiện tại buổi lễ trao giải. Anh được biết tới với tư cách đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha, thậm chí còn trao quyền bầu chọn cho đội phó Pepe, tiền đạo thuộc biên chế Anna chỉ xuất hiện trên màn hình trong một đoạn phim ngắn. Tuy nhiên, cảnh chiếu trên màn hình lại là cảnh Ronaldo ngồi trên băng ghế dự bị ở World Cup. Trước đó, nam tuyển thủ đã không được huấn luyện viên Bồ Đào Nha sử dụng trong các trận đấu ở vòng loại trực tiếp. Người hâm mộ cho rằng FIFA đã thiếu tôn trọng Ronaldo, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Thật không hay khi FIFA thiếu tôn trọng một huyền thoại, có những clip Ronaldo ghi bàn sao lại không lấy, đưa hình ảnh một huyền thoại ngồi dự bị, FIFA đang nghĩ gì, là một số ý kiến của người hâm mộ trên mạng. Được biết, năm 2022 là khoảng thời gian khó khăn với Ronaldo. Trước mùa giải mới, có thông tin cho rằng ngôi sao này đã rời MU để có cơ hội được đá Champions League. Anh bị đội chủ sân Old Trafford chấm dứt hợp đồng sau bài phỏng vấn gây sốc với Piers Morgan. Tại World Cup 2022, Ronaldo chỉ ghi được một bàn thắng và không thể giúp Bồ Đào Nha tiến sâu. Thời điểm hiện tại, Ronaldo thi đấu cho câu lạc bộ Anna ở Saudi Arabia. Những điểm trùng hợp bất ngờ giữa Tang Moniza và Thái Thiên Phượng làm dư luận xôn xao. Đêm ngày 24 tháng 2 năm 2022, nữ diễn viên Tang Moniza bị rơi xuống sông Chao Phraya và tử nạn. Vụ việc không chỉ thu hút sự chú ý ở Thái Lan mà cả cộng đồng quốc tế. Tròn một năm sau, vào đúng ngày 24 tháng 2 năm 2023, dư luận khắp châu Á lại băng hoàng với tin tức nữ người mẫu nổi tiếng Hồng Kông, Abby Choi bị sát hại bởi gia đình chồng. Mặc dù tình tiết hai vụ án không hề giống nhau, nhưng những con số kia khiến người ta phải giật mình, bởi sao lại có chuyện trùng hợp đến thế? Hồng Nhan thường đi đôi với bạc mệnh, Tang Moniza và Thái Thiên Phượng đều rất nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật, họ đều là những cô gái xinh đẹp, có sức ảnh hưởng lớn trong lòng công chúng. Gương mặt của hai cô nàng lại có nét tương đồng khiến khán giả phải bất ngờ như sống mũi cao, mắt to tròn, gương mặt thanh thoát. Người hâm mộ trong và ngoài nước thương cảm cho số phận của Tang Moniza và Abby Choi và hy vọng sớm tìm ra hung thủ để đòi lại công bằng cho hai cô.